Sáng ngày 1 tháng 9, Bộ đội Biên phòng An Giang tiếp nhận 26 công dân Việt Nam từ phía ngành chức năng Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam bàn giao. Những công dân này đã được nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Về Việt Nam, 26 người được kiểm tra nhanh sức khỏe và làm các thủ tục nhập cảnh. Trong số 26 người, có 11 trường hợp được giải cứu từ sòng bạc Rich World, nơi từng có 42 người tháo chạy bằng cách bơi qua sông Bình Di, ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, để về Việt Nam hôm ngày 18 tháng 8 vừa qua. Ngay sau khi xảy ra vụ 42 người nhảy sông bơi về Việt Nam, trong đó có một thiếu niên 16 tuổi quê Con Tum bị chết đuối, chính phủ Campuchia đã yêu cầu các lực lượng chức năng tiến hành truy xét, giải cứu lao động nước ngoài bị bắt giữ trái pháp luật trong cơ sở kinh doanh cờ bạc, phần lớn do chủ là người Trung Quốc điều hành. Từ cuối tháng 8 tới nay, các cơ quan chức năng Campuchia đã giải cứu và bàn giao 600 công dân về Việt Nam an toàn.